Ok, let's start everyone. Thế thì phần đại từ chỉ lượng nha các bạn, đó chính là cách sử dụng của a, an, some và any. Thì cô đã có ở trên website của English Train Mom hết rồi, cho nên là các bạn sẽ truy cập vào link englishtrainmom.com để xem về phần đại từ chỉ lượng giúp cô nhé. Còn bây giờ cô sẽ hướng dẫn các bạn phần mà ở trên website chưa có, đó chính là câu điều kiện loại 1 với động từ khuyết thiếu, được không nhỉ? Ok, câu điều kiện loại 1 với modal verbs, right? Cô sẽ gọi luôn là modal verb cho ngắn các bạn nhá. Đã phải viết nhiều, được không nhá? Này, ok. Câu điều kiện loại 1 với động từ khuyết thiếu, ok. Câu điều kiện, nhắc đến câu điều kiện là chúng ta phải nhắc đến gì nhỉ? Nhắc đến is, alright, nếu, đúng không nhỉ? Thế thì nếu thì các bạn sẽ lưu ý câu điều kiện loại 1 với động từ khuyết thiếu thì chúng ta cần nhớ lại xem là động từ khuyết thiếu là gì, đúng không? Can, could, may, might, đúng không nào? Đấy là các động từ khuyết thiếu, đúng không? Vậy chúng ta sẽ có cấu trúc như sau. Về cơ bản chúng ta sẽ có cấu trúc đó chính là if cộng với chủ ngữ cộng động từ. Ở đây chúng ta sẽ chia thì hiện tại đơn các bạn nhớ. Động từ thì hiện tại đơn, được chưa nhỉ? Và bên kia chúng ta sẽ có cấu trúc là chủ ngữ cộng với will này. Đó, hoặc là can này, hoặc là may này, tức là các động từ khuyết thiếu ấy, đúng không nào? Hoặc là must, hoặc là should, đúng không? Vân vân, tất cả các động từ khuyết thiếu và cộng với verb nguyên thể. Ok không nhỉ? Easy, như vậy thôi các bạn nhá. Alright, nó rất là đơn giản như thế này thôi. Chúng ta sẽ cần để ý, bình thường ấy thì đây chính là câu điều kiện loại 1 đấy các bạn. Đây chính là cái sự biến thể một chút xíu của câu điều kiện loại 1, đúng không nào? Điều kiện loại 1 thì các bạn học là gì nhỉ? Chủ ngữ cộng will verb, đúng không? Thì hôm nay chúng ta mở rộng ra thành can, may, must, should, chứ không chỉ có will nữa, đúng không nào? Ok, và để hiểu kỹ hơn về cái phần này thì các bạn sẽ làm cho cô phần bài tập ở trong sách giáo khoa của Bộ Giáo dục trang số 12 các bạn nhé. Nhanh chóng là mở cho cô trang số 12, lúc nào bút, vở và giáo trình, sách giáo khoa ở trên lớp của chúng ta cũng phải sẽ luôn luôn là sẵn sàng để chúng ta sẽ học được nhanh nhất, đúng không nào? Rồi, ok. Vậy bây giờ cô sẽ hướng dẫn các bạn làm bài số 5 này nha. Is it okay? Match the first half of the sentence in A with the second half in B, right? Chúng ta sẽ nối các cái mệnh đề if, nếu, giả định ở cột A với cả cột B, hoặc là cũng có cả giả định, cả cái mệnh đề không giả định luôn, đúng không nào? Thì sẽ đấy, đúng không nào? Vậy bây giờ chúng ta sẽ đọc nhá. If we have more money, nếu mà chúng ta có nhiều tiền hơn thì chúng ta sẽ làm gì đây, đúng không? Nếu chúng ta có nhiều tiền hơn thì cái này liệu các bạn chọn được đáp án không nhỉ? Ở đây cô sẽ có một mẹo để chọn được cái đáp án này đấy các bạn ạ. Cô sẽ có một mẹo để chọn được cái đáp án này đấy, mà sẽ không phải dịch nhiều quá các bạn. Dịch nhiều hơi bị lú, đúng không? Vậy cô sẽ có một cái mẹo đấy. Ở đây các bạn thấy là chủ ngữ là we không? Ở đây là cô dạy mẹo cho các bạn đi thi đấy nha. Nha, cô dạy mẹo luôn cho các bạn đi thi đó. Đó, cho nên là chúng ta cần lưu ý, không phải lúc nào cũng follow theo đúng công thức ngữ pháp, nghĩ thật nhiều thì nó sẽ tốt đâu, mà chúng ta sẽ phải có một số các cái mẹo làm cho nó nhanh, đúng không? If we have more money, nếu mà chúng ta thì bên này cũng phải là chúng ta thôi, đúng không? He loại, you loại, we, à vậy C thôi chứ còn gì nữa, bởi vì ở đây làm gì có cái nào là we nữa đâu, đúng không? Vậy một C cô không cần dịch luôn nha, chắc chắn luôn, đúng không? Nếu mà chúng ta có nhiều tiền thì chúng ta có thể eat out. Eat out, eat out có nghĩa là ăn ngoài các bạn nhớ, ăn nhà hàng đấy. More often, if we have more money, we can eat out more often. Is that okay? It's up. Number two, please. If she is less fast food, nếu mà cô ấy ăn ít hơn các cái đồ ăn nhanh thì sẽ sao đây? Vậy cô vẫn dùng phương án loại trừ nhá, anh ấy loại đang cuối mà, bạn loại, you loại, vậy e, she thôi, không cần dịch luôn, đúng không? Nhưng mà bây giờ chúng ta vẫn phải dịch để chúng ta hiểu kỹ hơn về cái phần ngữ pháp của chúng mình ngày hôm nay, đúng không nào? Nếu cô ấy ăn ít đồ ăn nhanh hơn thì cô ấy sẽ giảm được cân, lose weight, đúng không nào? May,
May cũng là một động từ cái thiếu, đúng không? Rồi, ok. He must wash the vegetables carefully. Anh ấy chắc hẳn, hoặc là anh ấy sẽ phải rửa rau thật là cẩn thận, đúng không nào? Đó. Vậy ở đây là sẽ phải là anh ấy rồi, đúng không nào? Đó, vậy anh ấy ở đây thì chúng ta thấy có đáp án A của anh ấy này. If he wants to eat them raw, right? Nếu mà anh ấy muốn ăn chúng thô mà không có chế biến gì á, đúng không? Thì phải là rửa rau thật là sạch, đúng không? Ok không nhỉ? Vậy, cô tạm thời thấy là 3A là khá là chuẩn đấy, đúng không? Vậy chúng ta chuyển sang câu số 4 nhá. If you cook for Hùng, nếu mà bạn nấu ăn cho Hùng ấy, you, đúng không? Vậy cô sẽ phải tìm đáp án là you, thì cô sẽ có B or D, right? You should use less salt. Nếu mà bạn nấu ăn cho Hùng thì bạn nên sử dụng ít muối hơn đi. Bạn nên sử dụng ít muối hơn, đúng không? You can have a bar of chocolate tomorrow. Không liên quan, đúng không? Vậy câu này chúng ta sẽ chọn luôn đáp án B nhé. Okay. My mom may be surprised. Mẹ của tôi ắt hẳn rất là ngạc nhiên, đúng không? Nếu gì đấy. A chọn rồi này, đúng không? B, you. B chọn rồi, đúng không? C chọn rồi, đúng không? D, không liên quan. E chọn rồi. F, right? À, nếu mà bố tôi nấu bữa tối thì mẹ của tôi sẽ rất là surprised, ngạc nhiên, đúng không? Surprised. Okay, good. Number 6, if you eat healthy food tonight, nếu mà bạn ăn các cái đồ ăn cho tốt cho sức khỏe tối nay ấy, thì bạn sẽ có một thanh sô-cô-la vào ngày mai, đúng không nhỉ? Ok, good. Is this D, right? Vậy bài hôm nay rất là đơn giản, đúng không? Vậy chúng ta cần lưu ý sự phát sinh biến thể một chút xíu của câu đề cử loại 1. Đó chính là vế không có if, không chỉ là chủ ngữ cộng will verb, mà chúng ta có cả may, could, may, can, must, should, đúng không nhỉ? Một số các động từ quy thiếu khác nữa, đúng không nào? Ok, và để xem thêm các bài giảng của cô về ngữ âm này, về ngữ pháp và về lý thuyết từ vựng thì các bạn hãy truy cập vào link website englishmom.com. Ok, so bye for now, thank you and see you next time. Bye.